Thưa quý khán giả, nơi Minh Thức đang đứng đây là phủ thờ Bác thuộc xã Trí Lực, huyện Thới Bình. Khu phủ thờ không chỉ là di tích lịch sử cấp tỉnh mà còn là biểu tượng của lòng tôn kính và nhớ thương Bác của người dân Trí Lực, huyện Thới Bình nói riêng và người dân Cà Mau nói chung. Trong khám phá Cà Mau lần này, Minh Thức xin mời quý khán giả cùng tham quan và khám phá khu phủ thờ Bác tại đây. Rồi, con chào chú. Chào cháu. Dạ. Chú ơi, hôm nay con đến từ chương trình khám phá Cà Mau của báo Cà Mau á chú. Đến tham quan khu phủ thờ mình. Thì chắc có lẽ là để hiểu thêm về khu phủ thờ mình thì chắc con sẽ nhờ chú hướng dẫn cũng như là giới thiệu sơ về khu phủ thờ của mình tại đây. À rồi, mời cháu vô trong phủ thờ rồi cái chú cháu mình trò chuyện rồi chú sẽ kể cái khi hình thành cái phủ thờ Bác ở tại nơi đây. Dạ. Bởi cây khó cầm. Được biết thì cây phủ thờ mình được xây dựng cũng rất là lâu quá chú, thì không biết là mình khởi công vào năm bao nhiêu và cái sự của nó có khó khăn gì đó với người dân mình trong thời kháng chiến ngày xưa không? Cái phủ thờ thì được xây dựng cái được vào cái ngày khởi công cái ngày 26 tháng 3 năm 1973. Thì cái này đối với cái khi mà mấy chú mấy bác lãnh đạo của huyện ủy Thới Bình thì quyết định thành lập khu phủ thờ tại đây đây thì giao cho chú Quỳnh Đảm lúc đó thời lúc đó chú Quỳnh Đảm là bí thư huyện đoàn để là một huyện đoàn tập hợp cái đoàn viên thanh niên của huyện Thới Bình về đây. Thì cái lực lượng tập hợp của mấy xã đó, của huyện Thới Bình đó, thì cái lực lượng thanh niên nó khoảng trên dưới gần 300 về đây, 300 lực lượng thì về đây làm coi như là mình cắm trại tại đây luôn, vậy là cắm trại ban ngày làm còn ban đêm thì mình cách ra kinh 8 năm nó có cánh đồng ở ngoài đó để mình giao lưu văn nghệ rồi đó giải trí. Thì sau khi mà làm cái thành lập lực lượng thanh niên đó, tập trung về đây đó thành lập là ba đại đội nó cái tiểu đoàn lực lượng rồi chia ra của cái xã nào đó thành lập đại đội rồi thành lập tiểu đoàn đó thì cái giao cho anh Trọng Sơn chú Quỳnh Đảm thì bí thư huyện đoàn giao cho anh Trọng Sơn là phụ trách là cái lực lượng này. Thì sau khi mà mình làm khởi công cái ngày 26 tháng 3 đó năm 73 đó thì đối với cái khu đất ở đây đó hồi trước đó, nó lung với lò gạt nó rất nhiều thì cho nên mấy chú là chỉ đạo làm sao mà đào xung quanh cũng như bốn bên đào thành một con kinh là có kinh thì 3 thước có kinh 5 thước đặng mình luyện vô đặng mình đắp cái thứ nhất là phả bằng cái lung với cái lò gạt cho nó bằng cái mặt bằng cái hai nữa là quan trọng là cái nền là đứng tại cái nền phủ thờ đây thì khi mà lực lượng mà đào đất thảy lên đó, thì có số lực lượng ở trên đó, đóng hai cây khiên đó. Hồi trước là dùng cái khiên cán cũng như tre rồi cái bao mình khiên bằng bao đó bởi anh em lực lượng đoàn thanh niên thì nó làm đưa đất lên thì mình đào 5 lớp đó nó gọng lên nó đưa đất lên mới đủ làm cái một là cái mặt bằng hai nữa là cái nền này là thờ tại đây thì như vậy là mấy chị phụ nữ khi lực lượng thanh niên đưa lên thì mấy chị sắp đất lên đó mấy chị để vô cái bao đó mới khiên đổ lên thành nền. Cái địa hình khó khăn như vậy thì cái việc xây dựng của mình đó chú, cái khoảng thời gian đó nó có lâu không mới được hoàn thành công trình như thời điểm đó? Thì cũng như là mình nói thành lập nói cho hết là thành lập cái đại đội tiểu đoàn thì như lực lượng khoảng 200 mấy thì làm 7 ngày nó trên dưới khoảng 2000 mấy ngày công. Dạ. Làm như chị thì sau khi mình thành lập rồi có chia ra cái lúc đó thời chiến khi cách ở đây đó cái phủ thờ này phủ thờ đây thì cách trong cái cứ 8000 là cách đây khoảng 3500 mét. Dạ. Có cứ 8000 thì nó có pháo binh. Dạ. Thì sau khi mình tổ chức mình làm cái phủ thờ đây thì có phân ra chia ra một tổ để từng canh ở phía bên ngoài thì có mà máy bay đó của địch nó bay làm báo động cho lực lượng tham gia để mình ẩn núp vô sát trong hết để tránh tình trạng phát hiện thì đó là cái khó khăn đối với cái chuyện mà xây dựng phủ thờ cái thời đó. Rồi sau khi cái thứ hai đó khi anh em lực lượng làm xong rồi đó ban ngày rồi thì dắt chịu tập trung khoảng 6-7 giờ tối ra phía cách đây 500 mét ở ngoài kinh 8 thì mình tổ chức văn nghệ để có cái vui chơi giải trí đó thì mình tiến hành mình văn nghệ khoảng 9 giờ Trọng Sơn lúc đó là ở huyện đoàn là chú Quỳnh Đảm phân công đó anh cũng trực tiếp lãnh đạo lực lượng rồi vừa trực tiếp là văn nghệ ngoài luôn ngoài chỗ kinh 8 đó. Thì như vậy thì cái khó khăn của ở đây đó là cái thứ nhất là mình làm là cái đồn đó, nó bao xung quanh sợ nó phát hiện rồi nó pháo kích nó bắn
pháo ơi, hoặc là khi máy bay nó bay đó thì nó gây tổn thương cho anh em. Thì đối sau cái khi mình thành lập, mình làm xong cái xây dựng cái phủ thờ cái nền trong 7 ngày liên tiếp rồi đó, thì đến lúc đó là cái mùa khô cho nên mình mới xây dựng phủ thờ. Khi mà cất lên á, hình thành cái nền xong rồi mình phải cất lên cái nhà thờ. Thì đối với ở đây nó khó khăn, cái gừng mấy chú xác định được cái gừng cất bằng cây tràm. Cái gừng U Minh Thượng á, là cái gừng U Minh Thượng mình ở đây là cái tràm nó thịt nó không rẻ. Mấy chú quyết định là phải đi xuống với U Minh Hạ chứ, chở tràm U Minh Hạ, từ U Minh Hạ liên hệ với, thì lực lượng ở đây chở đi xuống dưới chở tràm về. Cây tràm U Minh Hạ nó chắc thịt hơn để làm cột ăn xây dựng cái phủ thờ. Thì như vậy là sau khi mà cái tới cái làm cái nền xong cho nó rẻ rồi, thì cỡ tháng 9, tháng 8, tháng 9 thì nước nó mới nổi lên, mình mới đi chở cây tràm về được. Thì chở về toàn bộ là cột, rồi kèo, rồi xiên, rồi dách dân dân là dán cũng đóng bằng tràm luôn. Nếu khu này đóng bằng tràm hết, làm bằng cây tràm hết. Thì chỉ có cái máy ở trên, cái máy lợp đó là bằng thiết. Thiết sau khi đó tới năm đó vào tháng 10 thì mình quấn cái đồ quyền sử nó chạy. Chạy rồi mình mới lấy cái ton đó, ton mặt bằng thiết, ton nó kêu hồi đó ton tiếp lô của Nguyễn đó. Là nó có cắt bót đó, bót của nó rồi đó. Rồi mình về đây mình lợp. Thì sau khi mà cất cái phủ thờ thì đối với mấy chú ở đó, còn cái hiện trạng cái phủ thờ nguyên cái phiên trước này vẫn giữ y nguyên, thay đổi trùng tu hết thời gian dài như thế nào không biết, mà nhưng cái mặt cái phía phủ thờ trước là vẫn giữ nguyên, thay đổi như bây giờ hồi trước là bằng cây tràm hết. Mà nhưng sau khi tới năm 85, 86 là thì huyện mới có tổ chức xây lại cái này, bỏ nó hết là xây lại cái này, kể cả cái mặt nền này cũng xây lên luôn, với cái lợp cái ngói này, lợp thành cái ngói này xây lại. Xây lại hết trơn thì mà nhưng có sửa chữa trùng tu, và nhưng đặc biệt là cái mặt trước là không có thay đổi, vẫn giữ nguyên hiện trạng cái mặt ở phía trước. Rồi riêng cái nữa đó là ở phía sau này đó, mình làm cái diện tích nó có 50 m² thôi, nhưng sau này mình có sang thêm cái miếng ở bên đây cặp đây để làm cái nhà trưng bày, mở rộng cái khu di tích thêm. Cái tượng Bác này thì của bảo tàng quân khu chính tặng. Cái này rước cái tượng Bác về thờ đó vào năm 90, nhưng cái dịp là kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhật của Bác.